Và đây là đôi bộ karaoke của anh Tuyên ở Hải Phòng. Anh lấy một bộ cấu hình khá là chuyên nghiệp về Zika Audio. Và thì vẫn là những đôi loa Gigot G6000 kết hợp với đẩy nền vang DCX7. Và với bộ này thì vẫn là được tặng một bộ mic đi kèm với KEP321. Vâng, bác đẹp bạn trưng bày rất đẹp luôn, để trên kệ gỗ và một con đẩy bày để dưới kệ tủ thì cực kỳ là sang trọng đó các bác. Nhìn rất là gấu luôn và nghe nhạc và hát karaoke cực kỳ ngọt ngào. Rồi đó bác nào mà muốn lấy một bộ cấu hình như anh Tuyến ở Hải Phòng thì liên hệ ngay cho bên em theo hai số hotline trên video nhé. Và Zika Audio ở 103 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, chúng ta cũng có thể đến trực tiếp và trải nghiệm. Nhưng mà chúng ta đã hết giãn cách và bây giờ đi lại rất tự do thoải mái thì bác có thể đến trực tiếp ạ. Rất là cảm ơn anh Tuyến đã ủng hộ và tin tưởng Zika Audio cũng có 6000 và đẩy lên vang DCX7. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe cũng như cảm nhận. Thank you.